Chào mừng các bạn đến với Du Lạc Trường Lôi Đài. Chính đấu trường này đã từng có một chuyện kinh thiên động địa xảy ra ngay trên sân đấu quen thuộc của mình. Với tư cách đài chủ Oai Phong Lẫm Liệt cùng một thành tích vô tiền của Hoàng Hậu, Ma Kỷ Dương Quân Lân đã lập một kỷ lục mới khi ngồi liên tiếp 120 ngày ở Thượng Hải và bất bại trong hơn 800 ván vừa qua cùng các anh hùng hảo thủ khắp thiên hạ. Nhân gian vốn dĩ rộng lớn, núi cao còn có núi cao hơn. Một cậu nhóc nhà quê mang dáng vẻ nhỏ nhắn thiếu tự tin nhưng đã xuất chúng đánh bại Ma Kỷ Dương lão qua hai ván đổi tiên, làm dậy lòng người hâm mộ. Các mặt báo lúc này đã tràn ngập tiêu đề tiểu thần đồng vô danh đả bại đại lôi đài chủ. Thực hư ra sao, các bạn có thể kiểm chứng qua phần 3 mà Cử Tử Năm Mê đã tường thuật và để link sẵn ở dưới mô tả của chính video này. Còn hôm nay, cả kinh thành đang nén sự náo nhiệt của mình vào chốn lôi đài Du Lạc Trường, nơi có sự góp mặt của hai nhân vật được bàn tán xôn xao từ hai trận chiến lịch sử kể trên. Vẫn là phong thái ấy, chững chạc, từng trải và dạn dày gió sương, Dương Quân Lân vẫn khoác lên mình bộ tân cải y phục được ông chủ đài may tặng. Nhưng đã có một chút khác biệt khi Dương lão phải ngồi lên chiếc ghế sơn xanh ngọc vốn dành cho những kẻ công đài. Trong suốt 4 tháng qua và những mùa công đài trước, việc này chưa từng xảy ra trong tiền lệ. Còn phía đối diện vẫn là một cậu nhóc mới chỉ 16 tuổi, ánh mắt lanh lợi nhìn đau đáu vào bàn cờ trước mặt mà quên đi cảm giác vinh dự khi được ngồi lên ngôi đài chủ ở chiếc ghế được sơn đỏ thiếp vàng chạm khắc rất tỉ mỉ và công phu. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi vừa qua, nhưng cậu bé Nghĩa Đình bỗng chốc có được vị thế cao ngút trong lòng người hâm mộ. Kể cả những trò đỏ đen bên ngoài, tỷ lệ đặt cược của cậu cũng được gia tăng gấp bội, thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả danh kỷ Dương Quân Lân. Có nhà cái còn liều mạng đặt cược 1 ăn 50 cho Dương lão, tức là nếu Dương thắng thì 1 sẽ thắng 50. Lịch sử sẽ tàn khốc nhất nếu Dương lão tiếp tục thất thủ, cho nên về phía ông phải dốc toàn lực đánh một mẻ để cứu vớt danh dự. Còn cậu bé Nghĩa Đình lúc này buộc lòng phải đem sự kiêu hãnh và tự hào ở quê nhà Vũ Hán xa xôi để tiếp chiêu cùng Dương. Chính cậu đã làm dạng danh Hương Hòa và đem về những điều chỉ nghĩ thôi người ta cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Trước khi trận đấu này diễn ra, Dương Quân Lân đã có rất nhiều thời gian để có thể thẩm đi thẩm lại cũng như tìm ra một đối sách hợp lý trước cậu bé được mang tên Tiểu Thần Đồng đến từ Vũ Hán xa xôi. Còn Nghĩa Đình thì vẫn mải mê trong chiến thắng và những lời chúc tụng của các bạn bè kỳ hữu, cũng như những bữa tiệc nhỏ của sư phụ La Thiên Dương. Và đương nhiên, trong lần quyết đấu này, với tư cách là người công đài, Dương Quân Lân buộc lòng phải trải qua hai ván đổi tiên trước khi có thể giành lấy chiếc ghế danh giá từ cậu bé Nghĩa Đình. Trận đầu tiên, Dương được cầm đỏ tiên thủ đã dùng trung pháo. Sau khi Nghĩa Đình vẫn tiếp tục là bình phong mã, thì ông vẫn là triển khai quân. Sau khi xe bình ra, thì bèn lựa chọn một bố cục tương đối mới là binh 7 tuần 1. Với một bố cục tương đối mới mẻ chính là trung pháo thất lộ mã hoãn khai xa, Dương Quân Lân đang đặt ra một thử thách không hề nhỏ đối với Nghĩa Đình. Tiếp theo, sau khi Lý dùng binh 7 tuần 1, thì Dương phát triển chính mã thứ hai. Lý thấy vậy, tượng 3 tuần 5, và Dương lúc này tả mã bàn hà. Lý lúc này cũng lựa chọn một phương án rất hợp thời, chính là tam bộ hồ, pháo 8 giạt ra cánh biên. Thứ nhất là đã tranh trước để xuất động chủ lực ở trên đường 8 này. Và thứ hai nữa, sẵn sàng phục nước, xe 8 tuần 5 kỵ hà đối phương để chốc thẳng vào mã. Chắc chắn rằng sẽ gây ra một sự xáo trộn không nhỏ về cách thức dàn quân của Dương Quân Lân. Bởi vậy tới đây thì Hậu Dương đã xuất gấp một hoành xe. Nếu như xe 8 tấn 5 thì đỏ lúc này chỉ cần bình xe quá cung, mọi sự vẫn vô cùng êm đẹp, đen thực sự đã hoài công vô ích. Còn trong thực chiến, Nghĩa Đình tiếp tục xe 8 tấn 1. Không hề quản ngại đường xá xa xôi, dường như đã mất đi một nhịp trung truyền, nhưng Nghĩa Đình vẫn tiếp tục là khởi hành chủ lực. Để vừa phục nước là sẵn sàng bình sang lộ 4 cong thẳng vào chiến mã. Và tất nhiên, nếu đạt được mưu đồ này, hình trận của Lý sẽ giảm tải vô số áp lực mà bên đỏ cho dù ưu thế tiên thủ vẫn rất khó được khoách trương thân thế về sau. Bởi vậy, Dương lão với kinh nghiệm đã bôn tẩu nhiều năm trên giang hồ, bèn một bước lao mã lên chém chốt giành hẳn thực lợi, vừa phong tỏa đường phát triển của chủ lực. Nhưng có phải Nghĩa Đình đã tính toán chu toàn từ trước mà chỉ cần đơn giản là phi mã quỳ để kích đấu ngay? Nếu như mã quăng lên thì xe chỉ cần bình qua và mục đích ban đầu vẫn được thực hiện trọn nguyện. Còn nếu như dùng pháo để tạo cân cho mã, e rằng không phải là cách hay. Sau khi đổi ngang thì xe lộ 1 sẽ có một con đường nhanh hơn để có thể xuất động. Bởi vậy trong hình cờ này, buộc Dương Quân Lân sẽ phải tốn không ít thời gian. Và một lựa chọn không thể nào bất ngờ hơn, ông lại hồi mã về vị ban đầu.
hoàn toàn rõ ràng đôi bên đều có những sự được và mất riêng. Đen chắc chắn là đã tranh thủ cơ hội thành công để phát triển thêm một chủ lực chính là quân mã lộ 4 này. Nhưng ngược lại về phía bên đỏ, mặc dù hình trận không diễn biến thêm, nhưng đã thu về một thực lợi chính là quân chốt 3 của đối phương. Còn tiếp theo, Nghĩa Đình, xe 1 bình 3, Dương Quân Lân bèn ném tượng để bảo toàn chốt, một nước đi đương nhiên. Tất nhiên, với công lực của Lý Nghĩa Đình hoàn toàn có thể nhận ra một việc phản kích đơn giản này của đỏ. Vừa giữ lấy chốt, vừa đang phục nước sẵn sàng bình pháo vào lỗ 7 và chốc lấy chủ lực. Dường như đen đã hoài công vô ích. Nhưng thực ra, những điều này đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một âm mưu tiếp theo. Cậu bé Nghĩa Đình bèn dùng pháo tấn 3 để chốc thẳng vào mã, Dương Quân Lân bình xe. Rồi lúc này mới gấp công đưa thêm quân lên cửa Hà để nhập cuộc, sẵn sàng phục nước, mã 8 tấn 7 đoạt vào chốt. Và Dương Quân Lân đối phó rất đỗi bình thường, chính là phi mã. Sau một nước đi này thì những sự khập khiễng nhất định về hình trận của đen bắt đầu lộ diện. Thứ nhất là quân pháo lộ 2 đã không hề còn một đối tượng để công kích, cho nên chẳng hóa ra nước tấn pháo trước đó là hoàn toàn vô nghĩa. Và thứ hai nữa, quân mã lộ 8 của Nghĩa Đình gần như cũng rơi vào một hoàn cảnh rất khó đi, chỉ còn đúng một đường phát triển mà thôi. Và cách thức này có nằm trong dự liệu từ trước của Nghĩa Đình, chính là dùng mã đoạt thẳng chốt biên để kích đấu ngay. Tất nhiên, nếu như trong hình cờ này bên đỏ chấp nhận đổi ngang quân thì hình trận của đen dễ dàng để liên thủ hơn. Pháo nằm ở vị này rất tốt để có thể đe thẳng vào trung binh, mà từ đó sẽ gây ra một sự khó khăn nhất định trong việc tìm đường di chuyển của quân mã lộ 4 này. Và thứ hai nữa, cánh phải đã hoàn toàn bị hở sườn, cho nên với xe pháo vẫn gây ra những sự đe dọa cần thiết. Và thêm một yếu tố tuyệt vời về mặt chiến thuật, quân pháo lộ 2 này sẽ tìm ra được đường vận dụng, chính là phong tỏa đến hai đường chốt không thể nào nhúc nhích. Bởi vậy, Dương Quân Lân bèn bất im mà bổ sĩ. Sau khi Nghĩa Đình tiếp tục tấn binh mời đồi, thì Dương đã bỏ mặc bình xe để chốc thẳng vào mã. Đây là một điểm yếu nhất của cục mã quỳ, Dương Quân Lân đã tận dụng rất tốt. Hình trận của bên Lý có vẻ rất khó chơi, và trung binh lúc nào cũng có thể mất. Chúng ta hãy cùng xem cậu bé sẽ đối phó ra sao. Phương án tẩu thoát của Nghĩa Đình chính là phi mã xuyên cung. Thay vì dùng pháo chém chốt 5 giành hẳn thực lợi, Dương Quân Lân đã đi ra một biến đánh hết sức bất ngờ, chính là pháo 5 bình 7 rời bước đổ hình để công thẳng vào chủ lực. Dĩ nhiên quân xe lộ 3 này chỉ còn đúng một cửa để tháo lui, chính là phải vào vị ban đầu. Và nắm bắt thời cơ rất tốt, Dương Quân Lân thúc ngựa phi lên phía trước, vừa đăng phục nhảy chiều để đánh chết chủ lực ngay. Nghĩa Đình lúc này bèn dùng mã để đổi ngang. Không cần phải bình luận thêm về nước này, nếu như bên đỏ tiếp tục triển khai thêm mưu đồ của ban đầu chính là quăng mã chiếu đoạt chủ lực, thì đen sẽ có chiêu thức đổi 1 lấy 2, tức là sẽ dùng xe đoạt thẳng, bắt buộc pháo phải vật lên, rồi sẽ lợi dụng được việc phát triển của quân binh lộ 7 này để giành quyền kiểm soát cục diện. Lúc đó bên đỏ chắc chắn là sẽ tổ chức lại những đợt tấn công từ đầu. Hoàn toàn ý thức rõ ràng những việc này, Dương Quân Lân bèn lão luyện dùng pháo tiêu trừ mã, bắt buộc pháo phải thối 1 để phong thủ nước chiều. Thì Dương lại chờ mình đóng pháo nhập trung, đương nhiên chỉ còn đúng một cách thức mà thôi, mã 6 phải tấn 7 ngay. Dương Quân Lân không hề bỏ qua cơ hội, bình xe chốc thẳng vào Nghĩa Đình, xe 8 bình 2, rồi lúc này mới nhẹ nhàng ủi thẳng binh. Và đây gần như đã là một bức tranh hoàn thiện của ma kỳ Dương lão, chiến thắng đang đến rất cận kề. Hình trận của bên đỏ áp đảo trên mọi phương diện. Thứ nhất là xe pháo bị cô, là một tình cảnh rất đáng thương lúc này của Nghĩa Đình. Thứ hai nữa, quân mã lộ 7 là một tác nhân duy nhất để có thể giữ trọn vẹn trung binh, để hạn chế lại việc vỡ trận từ sớm, nhưng buộc lòng sẽ phải tháo chạy mà thôi. Phương án còn có thể vớt vát thêm một đôi nhịp của Nghĩa Đình trong thực chiến chính là pháo chính binh bay, lợi dụng vào việc đe sát, nhưng đây không phải là một cách đối phó về lâu về dài. Bên đỏ chỉ cần quang tượng thì quân mã lộ 7 này vẫn phải ra khỏi vị trí an toàn. Còn Dương Quân Lân nhận ra thời cơ đã hoàn toàn chín muồi, sau khi tập hợp được cả binh lực và thế trận, bèn lập tức lao mã để chiếu ngay. Tướng thủ 1 thì chỉ cần đơn giản dùng xe diệt thẳng vào pháo, đương nhiên là xe phải quăng lên, rồi lúc này chốc ngược lại chủ lực. Và Nghĩa Đình lúc này buộc phải hồi xe để chốc từ mã, lợi dụng thời cơ. Như đã bàn luận trước đó, quân mã lộ 7 này vẫn rơi vào một điểm yếu như thường. Dương Quân Lân bèn né tượng, bắt buộc mã phải quăng lên lỗ duy nhất còn lại, rồi mới giảo hoạt dùng pháo chém thẳng chốt. Một bài toán đương nhiên là tượng phải ném đi. Còn nếu như bình tướng ra lỗ còn lại thì vẫn bị bên đỏ trả đòn là quăng lên và đe sát. Chắc chắn là đen sẽ phải chật vật trong việc tìm phương án đối phó một lần nữa. Còn tới đây thì Dương bèn tấn xe.
Không cần phải bàn cãi nhiều thêm, ở hình cờ này, Nghĩa Đình buộc phải tung ra một lựa chọn duy nhất còn lại, chính là phải dùng xe tiêu trừ lấy mã, cân bằng lực lượng. Còn nếu như để cho xe đỏ bình ra diệt chốt vừa tạo căn, thì ắt hẳn rằng đen về lâu về dài cũng chỉ là chuốc lấy thảm bại. Nhưng tất cả đều rơi vào mê cung của Dương Quân Lân, rất giàu hoạt, ông bèn thoái pháo hai nước vừa chốc thẳng vào mã, bắt buộc nó phải quăng lên phía trước, rồi lúc này mới bình xe để chốc pháo. Đây là một nước đi rất cao để có thể dẫn về một chiến thắng nhanh chóng mà không hề tốn bất kỳ một chút sức lực nào. Chỉ còn đúng một lựa chọn mà thôi, pháo vừa bình vào sát tường thì chỉ cần chờ có vậy, xe bèn đóng nhập ở trung cung. Đương nhiên là tượng không thể thoái, xe chiếu và rút chết chủ lực ngay, bởi vậy tướng phải lệch ra lỗ còn lại, rồi lúc này chỉ cần theo pháo một nước. Vừa phục, pháo bảy bình sáu để chiếu tướng tạo sát, đen thấy nhưng không thể nào chống đỡ. Có thể thấy là trong lần giao chiến này, Dương đã rất thành công về mặt chiến thuật. Tại vì nhằm tránh đi bố cục thông thạo mà cậu bé Nghĩa Đình này thường xuyên sử dụng, Dương đã dùng một bố cục rất mới, chính là trung pháo chậm ra xe thất lỗ mã. Quả nhiên chiêu thức đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nghĩa Đình. Và cuối cùng, sau những chiêu thức rất cao ở trung cục, thì Dương đã xử lý hình cờ vô cùng ổn thỏa, đưa về một sát cục rất nhanh, bắt buộc Nghĩa Đình phải nhận thua. Thật sự là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cả đài quán nhao nhao lên như vỡ chợ, ba bàn cờ lớn dựng ngoài lôi đài cũng vì thế mà không được yên thân. Lắm kẻ tọc mạch vào cuồng cờ, còn dẫm đạp lên cả vai nhau để sửa lại hình. Nghĩa Đình phải đi chỗ này, phải công chỗ kia, nước ra xe này thì quá giờ. Đến khi Tuân Phủ vào cuộc thì mọi thứ mới tạm lắng, và sau màn tuyên bố chính thức của trọng tài thì ván thứ hai mới có cơ hội bắt đầu. Đương nhiên Lý đã để vụt mất một, nhưng so với hai ván làm vốn từ hôm qua thì vẫn còn dư chút đỉnh. Tiên thủ chỉ cần hòa là đủ đánh bại Dương, còn thắng thì dĩ nhiên có thể tưởng tượng cưỡi hạc tiên để bay về nhà. Còn Dương thì đã lấy lại được sự oai phong và tự tin cần thiết khi xung trận, rất hăm hở, ngoài cờ còn có cả cờ. Đây là yếu tố thất bại thực sự của Lý Nghĩa Đình. Cả Hà Thuần An, Đồng Vân Uyên và La Thiên Dương đều phải nhận định như vậy. Còn ván 2 kết quả sẽ ra sao? Chúng ta cùng theo dõi ngay. Lý với lợi thế tiên thủ đã dùng trung pháo, Dương lúc này đối phó lại bằng pháo 8 bình 5. Ý đồ chiến thuật của Dương Quân Lân lại một lần nữa được triển khai, chọn lựa một kiểu bố cục nằm ngoài sở trường của đối phương và chắc chắn gây ra những chiêu thức bất ngờ, và chắc chắn rằng một cậu bé còn ít kinh nghiệm nơi xa trường sẽ sớm rơi vào cảnh bị động mà thôi. Ai cũng đã nhận định như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Sau khi Nghĩa Đình mã 2/3, Dương Quân Lân phát triển quân, Nghĩa Đình xuất trực xe, Thiệu Dương bèn nâng hoành xe. Tới đây thì Nghĩa Đình sĩ 4/5. Nếu như chúng ta lấy hệ quy chiếu là bố cục chuẩn chỉ ngày nay, thì hình cờ này sẽ gây ra những sự khập khiễng nhất định. Nhưng đây đã là ván đấu cách thời điểm hiện tại đến gần 70 năm, cho nên lý thuyết về khai quân vẫn chưa được hoàn thiện. Ví dụ là nước bổ sĩ này của Nghĩa Đình cũng cần phải xem xét nhiều thêm. Còn thực chiến thì Dương Quân Lân tiếp tục dàn quân như đã định là bình xe quá cung. Sau khi Nghĩa Đình dùng xe 6/6 để cong thẳng vào chốt, thì Ma Kỳ Dương Lão mã 2/3. Rõ ràng với nước tấn xe qua Hà này, một thái độ cầu thắng rất mãnh liệt, Nghĩa Đình đang giành hẳn cho Ma Kỳ Đại Sư. Tiếp theo dùng xe diệt thẳng vào chốt đang còn chốc quân, pháo thối lui. Rồi mới tiếp tục là mở binh 3. Sau khi Dương tấn xe thì lại hung hãn đến lạ thường, binh 5/1. Đây không phải là một đòn quá hớ hanh, tại vì đã thí không một quân chốt 5 cho bên đen có thể cướp lấy thời cơ. Nếu như dùng pháo vượt lên thì sao? Hình trận vẫn tương đối ổn thỏa về mặt tấn công, nhưng về lâu về dài, đôi mã lỗ 3 và lỗ 7 của bên Dương không tài nào có thể giải thoát được. Bởi vậy sẽ là một sự hòa hợp hình trận rất lớn nếu như Dương Quân Lân trong hình cờ này bình pháo ra để trở thành bình phong mã chốc thẳng vào chủ lực, tiêu trừ bớt những sự hung hãn nhất định của đối phương, buộc Nghĩa Đình sẽ phải bình xe. Lúc này thì Dương sĩ 4/5 để chống lại với nước xe 4/2. Nghĩa Đình tiếp tục phát triển mã, Dương chờ có vậy dùng xe diệt thẳng vào. Rồi lúc này Nghĩa Đình đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc rời bước đổ hình ngoạn mục, chính là pháo 5/3. Hình cờ này hoàn toàn không phải là một âm mưu quá lộ liễu, nhưng nếu như để cho bên đỏ thực hiện được mưu đồ tiếp theo, đen khó mà toàn mạng, chính là nước C4C82. Ví dụ trong hình cờ này đen bất động toàn quân, lập tức bình pháo để vừa phục lộ đầu chủ lực, chuyện gì sẽ tiếp diễn? Đỏ lập tức sẽ cắm xe hai nước chốc lấy pháo, dĩ nhiên là pháo chẳng thể nào thối lui.
tại vì lúc này bên đỏ sẽ dùng pháo diệt vỏ mã đang còn đe sát bằng tượng. Bởi vậy trong hình cờ này sẽ phải dùng pháo tiêu trừ chốt, thì nước điên này vẫn phải trả giá như thường. Đỏ liên kết tượng ở trung cung đang còn chốc quân, pháo buộc phải tấn 1, rồi lúc này mã 4 chỉ cần tấn 2, hoàn toàn có thể định đoạt được đại cục đang còn chờ sẵn. Cho nên ngay tại đây thì buộc Dương Quân Lân phải giải quyết ngay, và phương án thực chiến của ông đưa ra là mã 7 tấn 8 để kích đấu, đang còn đánh luôn chủ lực, bởi vậy Nghĩa Đình sẽ phải tràn chốt vượt sông. Và Dương Lão nổ một phát pháo đầu tiên, sau khi mã thối lui thì mới bình xe qua đang còn chốc đôi. Một lựa chọn rất đỗi cao minh cũng như đưa về một hình trận ưu việt hơn chính là dùng chốt diệt qua. Sau khi xe tấn lên thì chỉ cần liên kết tượng đang còn đánh chủ lực, buộc xe phải hồi lui. Rõ ràng là Nghĩa Đình đang còn lợi thế một nước tiên, cho nên chỉ cần nhẹ nhàng là tấn minh một vừa thoát khỏi sức truy đuổi cũng như tiện đường để có thể ém lấy quân mã của đối phương. Dương đã trở mình pháo 2 tấn 2. Đây là một nước đi rất cao minh. Rõ ràng nhận thấy rằng đen đang còn phục sẵn mưu đồ pháo 2 sẽ bình 5 đóng nhập trung cung, và từ đó có thể khuyết sâu vào điểm yếu chết người của hình trận hoa sĩ tượng. Nhưng đỏ không thể nào đủ binh lực và vật lực để có thể hóa giải. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem xoay sở của Nghĩa Đình sẽ ra sao. Đầu tiên là Nghĩa Đình bình pháo. Nhưng thay vì dùng pháo 2 bình 5 ngay thì một nước đánh rất đỗi lão luyện của Ma Kỳ Dương Quân Lân chính là bình ra lộ 1 đánh xe trước, buộc quân mã rơi vào vị trí xấu hơn chính là ném thẳng ra góc biên, rồi lợi dụng thời cơ này để có thể xuất động nhanh chủ lực. Đang còn phục chỉ cần cắm bay cũng đủ để chốc chết quân, bởi vậy Nghĩa Đình buộc phải ra tay trước chính là binh tấn lên. Đây đã là một phương án duy nhất, còn nếu như bình xe để đổi ngang, lợi dụng vào việc quân xe của mình đang còn căn, đen chỉ cần tự nhiên dùng pháo vần trên mã. Còn trong hình cờ này thì Dương Quân Lân đóng pháo nhập trung đang còn đe xe vào tượng. Sự nguy hiểm đã bắt đầu. Nếu như trong hình cờ này bên đen bảo toàn quân bằng cách lệch tướng hoặc là ném tượng lên biên, thì hình trận sẽ trở nên vô cùng khốn khổ. Tại vì đen còn vô số cách để có thể lợi dụng. Ví dụ là cắm xe 7 nước để chốc thẳng vào pháo, và thứ hai nữa mở đường cho quân xe lộ 7 này có thể bình qua 1. Song xe tác chiến ắt hẳn là sẽ bắt trắng được một quân chủ lực mà thôi. Cho nên ngay tại đây Nghĩa Đình đã tung ra một lựa chọn khiến cho toàn bộ khán đài phải xôn xao và bàn tán mãi. Chính là nước phế tượng lộ 3. Đầu tiên là bình xe ra. Sau khi Dương Quân Lân dùng xe đoạt thẳng thì chấp nhận thoái chủ lực. Dương thấy vậy bèn hồi lui. Chấp nhận quyền đổi chủ lực lúc này thuộc về cậu bé Lý Nghĩa Đình. Nhưng về lâu về dài, hình trận có đủ ưu việt để bù đắp hay không? Sau khi đỏ dùng xe diệt, mã quay lui, rồi lúc này mới dùng pháo chém thẳng vào chốt. Dĩ nhiên đây là một đòn tránh từ trước, trên đường về còn tiện đường để tiêu trừ thực lợi của đối phương. Vậy thì Dương Quân Lân với đòn thoái xe về kỵ hà đối phương có một tác dụng gì lớn lao hay không? Rất rõ ràng, dùng xe diệt thẳng chốt đang còn chốc pháo. Sau khi pháo vần qua chốt biên thì chỉ cần đơn giản là dùng xe tấn 2 chốc thẳng vào mã và tượng. Đương nhiên mọi sự chỉ là cưỡng cầu, chẳng thể nào giữ lại toàn vẹn. Bởi vậy Nghĩa Đình buộc phải phế nốt quân tượng thứ 2 mà lao ngựa lên phía trước. Và Ma Kỳ Dương Lão dùng xe chém hẳn tượng. Mọi thứ xoay vần chỉ trong một cái chớp mắt. Có thể nói đây là một hình cờ vô cùng gay cấn, rất khó để dự liệu rõ ràng. Tại vì bên đen mặc dù đã hơn trắng được một đôi tượng, ngoài ra tạo một sức kiềm chế không hề nhỏ vào thẳng giữa trung lộ, nhưng ngược lại chiến mã lộ 2 sẽ còn cách một quãng đường khá dài để có thể tam hợp liên công. Còn về cậu bé Nghĩa Đình, mặc dù về hàng tuyến phòng thủ rất thua thiệt, nhưng bù lại về hàng tuyến tấn công, những quân lực gần như đã vào vị đẹp, chỉ cần 1 đến 2 nhịp nữa vẫn tìm ra một lỗ tốt và gây ra những sự đe dọa đầu tiên. Đặc biệt phải kể đến những hậu họa về lâu về dài nếu như Dương Quân Lân bỏ qua chính là đôi tiểu thần binh này. Còn trong hình cờ thì tiếp theo buộc Nghĩa Đình sẽ phải tấn xe để tuần hà. Thứ nhất, giữ lại mã tránh khỏi nước chiếu rất ác của đen chính là xe 5 bình 8. Và thứ hai, nếu như pháo 5 bình 3 rơi bước đổi hình nhưng đỏ cũng tự rơi vào thế thua. Còn trong hình cờ này thì Dương Lão chỉ cần đơn giản là bình xe qua tiêu trừ lấy quân chốt đầu tiên. Đang còn chiếu, dĩ nhiên là xe chẳng thể nào bình vào giữa đề trên, mà một lựa chọn đương nhiên là phải xuất tướng. Cách đánh đầy thực dụng này của Ma Kỳ Dương Quân Lân cũng đủ giúp chúng ta có thêm một chút bằng chứng để kết luận về hình cờ ở trước. Nghĩa Đình đang còn ưu việt hơn về cơ sở vật chất, cho nên lợi dụng vào việc là xe pháo kiềm chế để tiêu trừ bớt cũng là một lựa chọn đầy lão luyện của ông.
Còn tới đây, sau khi xe thoái lui diệt Thang, thì Nghĩa Đình bèn tấn xe hai nước công thẳng vào Binh Nam, mà dường như chỉ còn đúng một lựa chọn duy nhất để có thể giữ được trọn vẹn mà thôi. Mã 2 tuần 3, không hề do dự, Nghĩa Đình dùng một đao chém thẳng chốt. Mã quang lên, xe tiếp tục bình vào, mặc dù để lộ ra một sơ hở, chính là Đen có cơ hội bình xe để tiêu trừ lấy những quân sĩ. Nhưng về lâu dài, Đỏ có thu được bất kỳ một kết quả khả quan nào hay không? Tới đây thì đương nhiên sĩ phải Dương, xe chỉ cần đoạt thẳng, tướng bình vào. Rồi lúc này thì Dương mới rơi pháo. Những nước đi vừa rồi quả thật làm không khí của cả khán đài càng thêm căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé thiên tài mang tên Lý Nghĩa Đình. Tới đây thì bên Đỏ gần như đã ưu việt thấy rõ, xe pháo của Dương theo như một câu dân gian chỉ là tác dụng húp cháo mà thôi. Còn ngược lại, về phía Lý, xe mã đã tác hợp tạo thành thế nhất định. Ngoài ra, dư đến hai quân chốt, mà một mắt xích lúc này là quân xe lộ 5 của bên mình đang quản lý lấy mạng sống của tiểu thần binh đối phương, chẳng thể nào cưỡng cầu. Hoàn toàn có thể bù đắp được sự thiếu hụt của những quân vệ sĩ cận kề. Và chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ tiếp diễn. Nghĩa Đình lao mã qua Hà. Sau khi Dương bổ tượng để phòng thủ, thì Lý đã bất im tại vị xe mã mà mở binh biên. Đến khi hình cờ này được diễn tiến lên cả ba bàn cờ đại, hơn ai hết, La Thiên Dương là kẻ vui mừng ra mặt. Tại vì không ngờ rằng đồ đệ của mình lại giành ưu thế lớn trước một đại danh kỳ là Dương Cô Lân, với bố cục thuận pháo gần như đã đi vào kinh niên sử sách, trong khi đó bản thân của mình cũng phải e rẻ bớt đôi phần. Trong hình cờ này rất nóng ruột, Dương Cô Lân bèn hồi xe chốc thẳng vào mã, thì mã quăng lên ngọa tào. Dương thấy vậy bèn dương sĩ. Không hề do dự, Nghĩa Đình bèn dùng xe diệt thẳng chốt. Mọi thứ gần như đã được an bài, đang còn đe dọa nhảy chiếu vào vị này, buộc sĩ 6 phải tấn 5. Rồi tiếp tục tấn chốt. Một kết quả rất lạc quan, tại vì tài vận dụng xe mã của Nghĩa Đình đã được kiểm chứng qua phần đấu ở trước. Mặc dù còn xe mã ngang bằng nhau và sĩ tưởng toàn, nhưng bằng cách đưa một tiểu thần binh chính là chốt lộ 7 vượt sông, đã đánh cho Dương Cô Lân một trận tan tành xác pháo và từ đó có thể cướp mất ngôi đài chủ, cũng là nguyên do có tới 2 trận đấu của ngày hôm nay. Tiếp theo thì Dương Cô Lân buộc phải thối pháo để phòng thủ. Cờ tàn thì pháo hoàn, y như vậy, đang còn đánh vào chốt thì mã chỉ cần quăng lên để tạo căn. Dương trả đòn, bên bình pháo đang còn đe dọa là tấn xe chiều để đoạt nốt quân sĩ còn lại, thì Nghĩa Đình sĩ 6 tấn 5. Và tới đây thì đã có những nước điều quân cũng rất tài tình của Ma Kỳ Dương Lão. Đầu tiên là bình xe qua vị này. Sau khi Nghĩa Đình tấn chốt thì mới quang tượng, Nghĩa Đình bèn áp sát thì tướng lại bình ra. Rõ ràng là nhường đường cho quân pháo lộ 6 này có thể bình vào vị giữa và gây ra những sự đe dọa nhất định. Có thể thấy là trong cách thủ tàng công đầy dẫy nội lực của Ma Kỳ Dương Lão, nếu như để cho pháo 6 bình 5 thì chắc hẳn bên Đỏ vẫn có phần nào nhọc công, sĩ tượng đã không còn nữa, và đây là một điểm yếu chết người, buộc Nghĩa Đình sẽ phải vất vả hơn. Sau khi cậu thoái mã để chốc thẳng chủ lực thì xe chỉ cần tấn lên, rất lão luyện. Tiếp theo chỉ cần mai phục sẵn là dùng pháo chém thẳng mã xe bình qua, rồi tiêu trừ nốt quân chốt còn lại, sẽ đưa về một cục cờ hòa ngay. Nhưng một trạng thái cưỡng cầu lúc này của Nghĩa Đình là bằng mọi giá phải giành chiến thắng, ưu việt đã hoàn toàn thấy rõ, không để cho Dương Lão có cơ hội. Bèn lập tức tấn binh biên và Dương Cô Lân chờ mình pháo 6 bình 5 đang còn đe sát, chỉ còn đúng một lựa chọn mà thôi, tướng phải lệch ra lộ còn lại. Rồi lúc này bình xe chiều, dĩ nhiên là tướng phải bình vào giữa. Tất nhiên bằng những chiêu thức điều quân xe và pháo rất hay, kể cả việc rời sĩ tượng cũng vô cùng hợp lý, mà kỳ Dương Lão đang thể hiện một nội lực kinh người để có thể bức ép đối phương, bắt buộc những quân chủ lực khó khăn hơn trong việc tham gia vào chức năng phòng thủ. Nhưng rõ ràng vẫn còn một điểm hở chết người, hay nói đúng hơn là một cái giá phải trả. Nếu như Đỏ tiếp theo bình xe qua vị này, Đen sẽ đi về đâu? Bởi vậy rất giảo hoạt, Dương Cô Lân bèn dương sĩ dùng pháo chiếu ngay. Sau khi sĩ dương lên thì lại hồi sĩ để chiếu thêm một lần nữa, sĩ lại quay đầu và tiếp tục. Lúc này xe 6 mới bình 8. Với đòn phục sát cũng như đang còn đe bắt quân chốt ở lộ 2, chẳng hề trao cho Nghĩa Đình nhiều sự lựa chọn, buộc phải di động quân theo đúng mưu đồ của Dương Cô Lân. Và rất khôn ngoan, Nghĩa Đình bèn bình tướng ra lộ này. Tại vì sao? Nếu như Đen dùng xe chém chốt thì vẫn có thể hòa cuộc như thường, mã chém thẳng sĩ kích đấu chủ lực, và đương nhiên là xe bình qua thì mã lại thối lui, tướng tấn 1,
rồi chỉ cần dùng chốt để diệt xe. Bằng một biến đi nhỏ vừa rồi, chúng ta có thể thấm tháp được một nội lực kinh khủng của Dương Quân Lân. Mặc dù quân lực thì thua thiệt thấy rõ, nhưng vẫn ép tử được đối phương. Nếu như trong hình cờ này cưỡng hòa, chỉ cần đơn giản là dùng xe diệt thẳng chốt, đôi bên lập tức sẽ phải buông cờ ngay. Nhưng nếu như vậy, với thành tích chung là 2 thắng, 1 hòa và 1 thua, cho dù hôm nay với 1 thắng và 1 hòa có thể lấy lại ngôi đài chủ, nhưng danh dự về lâu về dài khó mà bảo toàn. Bởi vậy Ma Kỷ Dương Lão quyết định cải tiến hình trận, lập tức bình xe chiếu để tìm cơ hội chiến thắng ngay sau khi tướng bình vào. Rồi lúc này mới dùng sĩ 5 tầm 6 để chiếu tướng, sĩ dương lên và tiếp tục tấn xe để chọc chết sĩ. Rõ ràng là chỉ còn đúng một lựa chọn, phải hồi mã thì xe lại tiếp tục bình vào. Đương nhiên ở đây bên đỏ buộc phải lệch ra lỗ còn lại. Nếu như tướng 5 bình 6 thì pháo 5 tấn 1 vừa phục sẵn bình vào lỗ 4 này, đỏ thấy nhưng rất khó để chống đỡ. Còn tiếp theo thì dương pháo 5 bình 6 sau khi chốt bình vào thì lại hồi lui để chốc thẳng vào mã, mã lại quăng lên. Lúc này thì dương lại tiếp tục rời sĩ để chiếu và Nghĩa Đình bận bình xe. Đây có thể nói là một sai lầm lớn nhất của Nghĩa Đình ở trong trận chiến này. Tại vì sao? Nếu như để nguyên hình trận, đen chỉ cần nhẹ nhàng để cho quân xe lộ 5 này án ngữ trên đường 5 và pháo lộ 6 nữa, ắt hẳn rằng đỏ không thể nào tìm ra một phương án khả quan để có thể di động quân xe khỏi hàng này. Và thực như vậy, đoạn này trở về sau, Nghĩa Đình chỉ có một nhiệm vụ duy nhất để có thể giải phóng chủ lực ở trên đường 4 này mà thôi. Trận chiến tiếp tục, Dương Quân Lân thoái tượng thì chốt lại bình vào. Dương bèn hồi xe để ngăn cản đường phát triển của quân chốt lộ 2. Nghĩa Đình đi một nước rừng lật tướng tấn 1, thì tượng 3 lại tấn 5. Mã hồi lui, tượng lại thoái, mã tiếp tục hồi, tượng 7 tấn 9. Rồi lúc này lựa đường cho mã có thể quăng lên để che chắn. Rõ ràng là đòn kiềm chế chủ lực này đã không có tác dụng. Nhưng đây không phải là một cách giải quyết trọn vẹn, tại vì đen vẫn còn phương án là xe 5 tấn 3. Chắc chắn rằng quân mã lộ 4 sẽ phải di chuyển ngay tức tốc, để lại đó một nỗi kiềm chế như ban đầu, mã 4 tấn 2. Và dương tiếp tục thoái xe để chốc chốt, chốt tấn 1. Rồi lúc này mới bình tướng vào giữa trung lộ, thì gần như kết cục đã được định đoạt sẵn. Sau khi đỏ tiếp tục bình chốt thì Dương Quân Lân mới dương sĩ đánh chủ lực ngay. Dĩ nhiên đỏ vẫn còn một trong hai sự lựa chọn, hoặc là dùng xe chém sĩ, hoặc lúc này di động xe đi vì khác. Nhưng xem ra chỉ còn đúng một lựa chọn, bình qua lộ 6 này mà thôi. Chúng ta hãy xem xét từng phương án một. Nếu như bình xe qua vị này thì lập tức đen sẽ cắm xe một mạch, tướng phải thoái lui. Rồi lúc này chỉ cần hồi xe, đang còn đe thẳng vào sĩ để tuyệt sát, đỏ thấy nhưng không thể nào chống đỡ. Còn nếu như bình xe qua để giữ mặt chỉ là một sự hy sinh hoàn toàn vô ích mà thôi. Bởi vậy tới đây thì Nghĩa Đình buộc phải dùng xe để diệt sĩ. Nhưng chắc chắn rằng so với cách ở trước không hề thay đổi, số lượng ngòi ở trên đường 4 này vẫn là giống nhau. Và đen tức là Dương Quân Lân chỉ cần nhẹ nhàng là cắm thẳng xe, tướng hồi lui, rồi tiếp tục thối xe để truy bắt sĩ, vẫn hình thành tuyệt sát như thường. Mà muốn giải sát, đỏ chỉ còn đúng một cách để lựa chọn là phải lao đầu vào pháo. Chỉ cần chơi có vậy, tướng bình ra. Và bại cục của Nghĩa Đình đã hiện lên không thể nào rõ ràng hơn. Sau khi cậu tiếp tục bình chốt vào, thì Dương bình xe diệt sĩ, tướng bình vào. Tiếp tục bình xe chiếu, tướng lệch ra lộ còn lại. Và bình tướng vào giữa để hình thành đại cục. Sẵn sàng phục nước bình xe qua vị này, đỏ thấy nhưng không thể nào chống đỡ. Còn nếu như tấn tướng thì xe chỉ cần hồi lui một vài nước và mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Một trận chiến cho chúng ta thấy được một phong thái của một tàn cục thánh thủ. Dương Quân Lân đã nhẹ nhàng hóa giải mọi thế công gần như có được của Lý Nghĩa Đình, hơn nữa lại kỳ diệu để tạo thành một sát pháp chẳng thể nào tuyệt vời hơn. Vậy là Lý thua liên tiếp hai ván, không tránh khỏi làm một số kỳ hữu thất vọng, trong đó có cả La Thiên Dương. Nhưng Nghĩa Đình có thể thành tích 2 thắng 2 thua trước Dương và đã có những thể hiện rất xuất sắc thì vẫn làm cho mọi người đánh giá rất cao về Lý sau này. Sau trận đấu, Dương mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đã có thể mua vé để trở về Quảng Châu. Hai lần kịch chiến với cậu bé này đã để lại trong Dương một ấn tượng khó quên. Về sau, trong quyển Kỳ Quốc Tranh Hùng Lục, Dương đã viết rằng Lý Nghĩa Đình quả là một thiên tài chơi cờ nhưng còn thiếu chút hỏa hầu. Nếu ra sức khổ luyện, tương lai sẽ không biết tiến xa đến mức độ nào, rất khó để dự liệu trước. Và trong phần tiếp theo,
Cô Tần Năm Mê xin được giải mã toàn bộ những dấu hỏi lớn về kỳ nghiệp của tiểu thần đồng Lý Nghĩa Đình này, gần như đã phải giã từ sự nghiệp rất sớm vì một lý do chẳng thể nào oan ức hơn. Cô Tần Năm Mê sẽ cố gắng bình luận những vật đầu hay nhất, làm mãn nhãn người hâm mộ và gần như đi vào lịch sử của mọi thời đại. Để ủng hộ, các bạn đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!